Sau đây là motor giảm tốc chuyển động định tiến, thì nó trục của nó sẽ di chuyển theo chiều dọc như này, đẩy một cái vật nào đó. Rồi chúng ta nhấn nút này. Ok, thì cái chiều này nó xuống nha. Rồi, đây. Và chúng ta tắt này. Rồi bây giờ chúng ta đảo để cho nó có thể dùng một công tác đảo chiều á, thì cái trục này nó sẽ lên trở lại. Trục này là từ 30, tức là có loại từ 20cm nhé, cho tới loại 1m, 2m tùy theo nhu cầu người dùng. Và thông thường là đa phần là nửa mét. Rồi, ok, lên. Đó. Nó lên như vậy. Đó. Thì thường thường là từ 50 cân cho tới 2 tạ nhé, tùy từng cái việc lớn nhỏ và cái công suất của động cơ này. Nhưng mà đa phần các anh chị dùng cái này thì nó thì thường thường là khoảng độ toàn những người dùng vài chục cân. Nó có thể lắp ngang hơn được ngang như này. Đó. Đấy. Thì khi đấy cái chân này mình để làm cho nó ngang thôi. Rồi, em nhấn nút cái này. Không sao. Rồi. Đó. Dừng lại. Thế thì nó sẽ lợi thế hơn cái kiểu vít me như này này. Vít me này thì phải có một cái vật gì nặng đè vào cái đầu trục của nó thì nó mới di chuyển. Phải có cái lực tì để. Còn cái thằng này là nó di chuyển tĩnh tiến tự do theo cái ý nguyện của người dùng. Rồi ok. Rồi anh chỉ cần những thông tin gì thì liên hệ số điện thoại 098 460 1144 nhé.